Và cái phần mở cửa của chiếc xe này nhá, nó sẽ không có tay nắm cửa. Và mở cửa là có một cái núm nhá. Các bạn có nhìn thấy cái núm không? Có cái núm ở phần viền kính ấy. Ấn vào đó để mở. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ là đất nước đầu tiên được ra mắt một bản concept ở trên thế giới. Và cụ thể thì ngày hôm nay chúng tôi đang ở đây, sự kiện ra mắt bản concept XFC của Mitsubishi. Đây, em đây thì giới thiệu với các bạn. Và đây sẽ là một cái video nói rất nhanh về mẫu xe này. Một cái bản concept hoàn toàn mới lần đầu tiên có mặt ở trên thế giới. Đến thời điểm này thì rõ ràng là một concept thì chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái thông tin để nói. Nhưng đây sẽ là một cái tiền đề để những cái phiên bản thương mại tiếp theo nó học hỏi theo. Và đây sẽ là một mẫu xe trong tương lai vào năm 2023 thì sẽ là một mẫu xe COV cỡ B. Tức là chúng ta sẽ có những đối thủ, ví dụ như chiếc Hyundai Creta hay Kia Seltos, kiểu như vậy. Và trong cái buổi họp báo vừa rồi thì chúng tôi cũng có đặt câu hỏi đối với cả Mitsubishi Motors Việt Nam là không biết giá của bản thương mại của XFC sẽ là bao nhiêu. Thì được biết là nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng cỡ 600-700 triệu, một mức giá cũng tương đối là dễ chịu, đúng không ạ? Còn bây giờ thì anh em mình tiếp tục nói về những cái mà ở phần thiết kế đi, ngoại thất đi. Chúng ta hãy cùng xem trước cái diện mạo của phiên bản thương mại của XFC vào năm 2023 nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh, đây là một mẫu xe concept. Chính vì vậy thì cái hơi thở ở cái vấn đề tương lai ấy, nó hiện diện xuyên suốt ở cái khu vực thiết kế của mẫu xe này. Và với XFC concept, chúng ta sẽ có một cái ngôn ngữ Dynamic Seal được thiết kế. Nó khá là khác lạ. Mình thì mình cho rằng đây nó như kiểu một cái bước nâng cấp của Dynamic Seal ấy. Nó như kiểu version 2 ấy, kiểu như thế. Tức là với XFC concept giờ đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó mềm mại hơn so với cả Dynamic Seal hiện hành. Và mọi thứ nó được làm tối giản hơn nữa, hạn chế những cái gọi là cầu kỳ đi. Và ngay từ những cái giải đèn định vị LED hoặc là cái đèn 2 tầng thì nó vẫn như vậy thôi. Nhưng cái cách bố trí, cách chia khoang của chiếc XFC giờ đây nó cũng đã khác so với cả những cái kiểu Dynamic Seal hiện hành. Đây là một chiếc xe concept. Chính vì vậy thì ở phía bên dưới này chúng ta sẽ không có gọi là động cơ biết gì cả. Mình chỉ biết là vào năm 2023, khi mà phiên bản thương mại của chiếc xe này được ra mắt thì nó sẽ sử dụng động cơ xăng. Và tất nhiên là Mitsubishi Motors thì họ cũng có bỏ ngỏ câu chuyện là có thể sẽ trang bị động cơ điện ở trên phiên bản thương mại của chiếc xe này. Thì không biết anh em thấy sao về phần ngoại hình này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ anh em mình tiếp tục ngó nghiêng đi. Đây là một cái buổi ra mắt xe nên bọn mình cũng không được vào bên trong, chỉ đứng ở đây và anh em mình cùng ngó nghiêng về chiếc xe này thôi. Không biết em có được đứng lên đây không anh nhỉ? Anh ơi, em có được đứng lên đây không? À không, ok, mình không được gần vào nội thất thì anh em tí có thể câu máy vào trong để các bạn có thể nhìn rõ hơn thôi. Nhìn ở khu vực đuôi này thì các bạn có thể thấy một điều là nó không có gương. Đây là bản concept. Dạ. À dạ vâng. Nó không có gương vì đây là một bản concept. Và thực tế ra thì khi bản thương mại thì mình nghĩ chắc cũng không có camera kiểu này đâu. Camera kiểu này thì rõ ràng nó rất đắt tiền. Và ở trên một bản concept thì với cái thiết kế gương như thế này, các bạn có thể nhìn thấy là cái kiểu camera này nó rất là đẹp. Nó không đơn thuần là một cái gương bình thường. Đó, camera. Và cái phần mở cửa của chiếc xe này nhá, nó sẽ không có tay nắm cửa. Và mở cửa là có một cái núm nhá. Các bạn có nhìn thấy cái núm không? Có cái núm ở phần viền kính ấy. Ấn vào đó để mở. Ở trên chiếc xe này thì bản concept chúng ta đang có một cái bộ mâm kiểu phay cánh quạt, kích cỡ là đâu đó khoảng 20 inch trên bộ mâm này. Và ở cái khu vực thân xe thì mọi người có thể nhìn thấy là cái phong cách thiết kế Dynamic Seal giờ đây họ đã nâng lên một cái level mới, mình hay gọi là một cái vision mới ấy. Là nó sẽ hạn chế đi những cái nếp gấp và thay vào đó là những cái đường thẳng và những cái đường gân, nó mạch lạc hơn, nó mạnh mẽ hơn, đúng cái phong cách của hãng xe Nhật Bản. Và ở cái khu vực 3 phần tư đuôi này thì cái kiểu đèn thiết kế T-shape giờ đây họ cũng làm nó to hơn, nó dày hơn, nó cũng chia các cái mạch LED rất là rõ ràng. Tất nhiên nhá, có một cái này cũng phải chia sẻ với các bạn là đây là bản concept. Nó sẽ là tiền đề về câu chuyện thiết kế cho những cái chiếc xe thương mại về sau này. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ hơn, cách đây chừng 4 năm,
mình nhớ 4 năm khoảng chiếc MS Concept của Mitsubishi họ ra mắt ấy. Thì sau đó khoảng hơn 1 năm thì mình có chiếc Xpander vào năm 2018, khoảng 2018-2019. Tức là gì? Là 1 năm sau, tức là vào năm 2023 chúng ta sẽ có phiên bản thương mại của mẫu xe này với cái thiết kế. Mình nghĩ rằng nó cũng sẽ không quá nhiều cái sự gọi là thay đổi mạnh mẽ đâu. Nó sẽ tương tự như cái bản Concept mà các bạn đang nhìn ở đây. Một mẫu CUV cỡ B 2023 sẽ được ra mắt. Và mẫu xe này có thể được coi là em của chiếc Mitsubishi Outlander, một chiếc xe cỡ B. Và bây giờ anh em mình thử ngó vào phần nội thất đi, để mình liên hệ mở cửa. Anh ơi, anh có thể liên hệ mở luôn cửa được không? Đây, mình đang liên hệ các chuyên gia của Mitsubishi, họ hỗ trợ mình mở cửa. Thank you. Yeah, yeah. Đó, ấn nút ở trên cái phần viền cửa ấy. Đây. Mình không được lên thì anh em có thể câu máy vào để các bạn có thể nhìn rõ cái không gian nội thất của chiếc xe này. Cái phong cách thiết kế của nội thất trên chiếc XFC Concept, các bạn thấy sao thì comment dưới nhé. Còn đối với cả quan điểm của cá nhân mình thì đây là một cái phong cách thiết kế đẹp, cao cấp, và nó vẫn hiện diện cái hơi thở của tương lai ở đây. Và mọi thứ nó được làm rất là cầu kỳ nhé. Ngay ở cái khu vực phía trên, chúng ta sẽ có hai cái màn hình đôi ghép ngang và một cái vô lăng 4 chấu đẹp. Phía bên dưới thì cái yếu tố công nghệ, cái yếu tố gọi là tương lai nó được thể hiện rất là rõ ràng ở cái khu vực cần số ấy cả. Nhưng mà chắc chắn rằng ở trên cái phiên bản thương mại thì cái khu vực cần số nó sẽ được thiết kế lại, chứ không thể nào mà nó tương lai đến kia được. Đây, dẫu sao nó sẽ là một cái mẫu xe kiểu phổ thông, kiểu 5, 6, 7, 800 triệu, thì nó chỉ dao động mức giá gọi là dễ mua ấy, thì sẽ không có một cái thiết kế nó cầu kỳ đến như này đâu. Nói chung là bản Concept thì bao giờ nó cũng sẽ hoa mỹ hơn một tí. Đấy, cái khu vực kể cả cái ghế ngồi nhá, các bạn có thể nhìn thấy. Thì mình cũng hy vọng là ở trên cái phiên bản thương mại chúng ta sẽ có một cái thiết kế nội thất nó cũng tựa tựa như thế này. Nếu được như thế này thì rõ ràng nhá là Mitsubishi họ sẽ có được một cái bước tiến rất là mạnh ở trong cái phân khúc cỡ B ở Việt Nam. Và nếu đứng ở khu vực thân này các bạn nhìn nhá, thì các bạn sẽ thấy được là cái chiều dài của mẫu xe này khi so với cả những cái đối thủ trong phân khúc, mình cảm giác là nó đang lớn hơn ấy. Mình thì mình không có thông số cụ thể nó là bao nhiêu, nhưng mà áng chừng ở đây chắc nó cũng phải rơi ở khoảng cỡ 4m2, 4m3 hoặc 4m4 ấy, tầm đấy. Nó khá là dài. Và đó là chiếc Mitsubishi XFC Concept. Không biết mọi người thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.